Quý là một bảo tàng địa chất, địa mạo thú vị với nhiều vết lộ tự nhiên, nơi chúng ta có thể cảm nhận và tận tay sờ để hiểu về một lịch sử địa chất đầy biến động. Địa hình Phú Quý khá bằng phẳng, có ba ngọn núi nhô lên là núi Cấm cao 108m, núi Cao Cát cao 85m và núi Ông Đụn cao 45m. Đường bờ biển phía đông và đông bắc khúc khuỷu với nhiều vách đá cao, lõm chõm, khi thì vươn xa tạo một mũi đá, khi thì khoét sâu tạo những vịnh biển nhỏ. Đường bờ biển phía tây và tây nam là những bãi biển dài, thoải, biển nông và cát trắng. Cách nay khoảng 750.000 năm đến 10.000 năm, núi lửa đã hoạt động dữ dội tại đây. Nhiều đợt phun trào hay phun nổ diễn ra một cách liên tiếp, mỗi đợt thể hiện qua một lớp trên các vách đá mà chúng ta dễ dàng bắt gặp bất kỳ nơi đâu trên đảo, từ núi Cao Cát, mũi Roi Thầy, Gành Hang hay vượt biển 600m qua Hòn Tranh. Ở lớp hình thành do phun trào, trào vì magma là chất lỏng, magma trào từ miệng hình tròn hay đứt gãy có phương kéo dài. Chúng ta có thể quan sát được ba gian đặc xít trong pha phun trào. Ở lớp hình thành do phun nổ, nổ vì trong magma có chứa nhiều chất khí bị nén ép. Sự nổ này có thể tạo sức công phá lớn, phá hủy các dạng địa hình trước đó. Bạn quan sát được ba gian lỗ hổng với nhiều dấu ấn của bọt khí hay túc núi lửa, là lớp cho núi lửa bỏ rời với nhiều mảnh ba gian sắc cạnh. Các lớp đá này có thể theo phương ngang hay đổ nghiêng về một phía, thậm chí uốn lượn trông thật lạ mắt. Ba gian là một sản phẩm phun trào khá lỏng để san lấp các chỗ trũng, tạo nên một bề mặt Phú Quý bằng phẳng. Nhưng chính qua các đợt phun nổ, có thể phá hủy sự bằng phẳng này để tạo các đỉnh cao hiếm hoi còn sót lại sau pha phun nổ, đó là các đỉnh núi trên đảo hiện nay. Động của biển lại thầm lặng hơn, nước chảy đá mòn, sóng biển công phá, sự mài mòn diễn ra nhanh hơn, mực nước biển dao động, thậm chí cao hơn mực nước biển hiện tại hàng trăm mét. Qua quá trình mài mòn tạo ra các thềm biển ở độ cao tương ứng, thậm chí ngay trên đỉnh Cao Cát cao 85m. Dễ quan sát hơn là các hàm ếch sóng vỗ ở Gành Hang hay Hòn Tranh. Sóng biển đã tạo ra các khoảng lõm kéo dài, để lại bên trên một lớp đá trơ vơ dễ đổ sụp. Mốc 10.000 năm trong quá khứ là thời gian quá lâu để người tiền sử truyền miệng về sự hoạt động của núi lửa. Hầu hết núi lửa tại Việt Nam đã hoạt động trước mốc thời gian này nên gọi là núi lửa đã chết. Riêng tại đảo Phú Quý, vào tháng 3 năm 1923, núi lửa vẫn còn hoạt động với dư chấn lan tận Phan Thiết. Hai hòn đảo mới được hình thành, gọi là Hòn Tro, tồn tại được 3 tháng thì bị sóng biển đánh tan, tạo thành một dải đá ngầm dài 700m ở độ sâu 33m. Do sự hình thành Hòn Tro nên núi lửa tại đây được xếp vào núi lửa đang hoạt động, dĩ nhiên nó đang trong giai đoạn ngủ. Hãy đến đảo Phú Quý cùng Exotic Việt Nam, check-in cùng các di sản địa chất tại bãi bồi cát trắng của vịnh Triều Dương, lơ lửng trên mũi đá mèo cào trên núi Cao Cát hay lặn hụp giữa hàm ếch sóng vỗ ở Vũng Phật tại Hòn Tranh. Bạn sẽ có những bức ảnh đời đời và những bài học địa lý thú vị.